thưa các bạn, trên màn hình là mẫu cổn áp chức năng đa của công ty cổ phần thương mại và sản xuất Zsun, công suất 3kVA, giải 90-250V. Xin các bạn liên hệ theo hotline công ty hoặc tại offline để được báo giá tốt nhất, cũng như chế độ bảo hành sản phẩm sau khi quý vị mua hàng. Đây là mẫu hỗn áp chức năng đa 3kVA 790 đang trong quá trình lắp ráp model, và đây là giải điện áp vào. Hiện tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Zsun đang sản xuất hai mẫu chức năng đa và chức năng đa RS. Trên dây chuyền công nhân đang lắp ráp mẫu chức năng đa RS. Xin quý vị liên hệ theo hotline của công ty để được báo giá tốt nhất.